Gà Đông Tảo ở huyện Khoái Châu là một giống gà quý hiếm của Việt Nam, thường được người dân dùng để cúng tế hội hè hay tiến vua. Ngoài phát triển kinh tế thì mô hình kinh doanh gà Đông Tảo hiện nay còn thu hút đông đảo khách tham quan du lịch. Xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, hiện nay xã có khoảng 100 hộ làm kinh tế với mô hình chăn nuôi gà Đông Tảo với doanh thu ước tính đạt hàng trăm tỷ đồng. Hiện nay cùng với việc nuôi gà phát triển kinh tế, nhiều hộ dân ở đây còn xây dựng mô hình vừa chăn nuôi vừa làm du lịch. Trang trại gà Đông Tảo của Ánh Sáng, thôn Đông Kim mỗi ngày thu hút hàng chục lượt khách đến tham quan và mua gà, phần lớn là khách tự phát, chưa mang tính quy mô theo kiểu tour tuyến. Xã Đông Tảo mỗi ngày đón hàng trăm lượt khách tham quan du lịch và mua gà. Với số lượng khách đông đảo đổ về đây thì rất cần sự quản lý của chính quyền địa phương, từng bước xây dựng mô hình du lịch mang tính cộng đồng, nhất là phát triển các nhà hàng đặc sản gà Đông Tảo, vì khách tham quan đến đây đã được ngắm gà nhưng chưa được thưởng thức ẩm thực gà Đông Tảo.